Hello và xin chào cả nhà đã trở lại với kênh channel là gấu Ewin về con game Iwin Kawin này nhá. Anh em tải về con game ở dưới phần mô tả để nhận lọc free đó nhá anh em. Là nhận lọc free đâu đó là tầm khoảng là 10 đến 100.000 đồng, 20.000 chứ, 20.000 đến 100.000 đồng nhá. Và vào nhóm Zalo nhận lọc. Anh em tải về comment ngay vào ID game vào tele nhóm của gấu ở phần mô tả gấu có game đó nha. Thì với là vốn 4 triệu này thì gấu xin phép như tiêu đề chơi con game siêu xe nhẹ nhàng tình cảm yêu thương. Rồi, này anh em xem này, những con số phần trăm này gấu sẽ chỉ anh em có con số may mắn và anh em có thể vào ăn rất chi là cao luôn nhá. Ăn rất chi là cao luôn nên là anh em cân nhắc. Và nếu trong nhóm có con số gấu dặn anh em chơi mà có con số may mắn á thì anh em cũng biết rồi đấy. Vào ngay bằng cách như nào anh em xem nhá. Cái này mình sẽ liều là đánh hai con coi thử chứng thử như nào. Thường thường là nó sẽ chỉ anh em đánh 4 con nha, thì hôm nay mình thử đánh hai con. Đây, trời ơi, ra lớn thì chịu rồi. Thường thường ra lớn là anh em đang lọt vào 20% thua, thì gấu nghỉ quả này lớn rất là cao, bị lớn rất là cao tại vì anh em cứ chú ý số tiền các thứ đây. Quả này gấu sẽ liều và ăn chắc chắn cho anh em luôn nhá, ăn và chắc chắn cho anh em luôn bằng cách như này. Con số may mắn rồi thì lần này thì mình không có gì mà không tự tin là đánh 1.5 triệu hai con này tiếp theo. Vì sao gấu lại tự tin và đánh và có tỷ lệ ăn như này thì anh em xem nhá. Anh em cho mình một like, một lượt đăng ký kênh để mình lên video mới á thì có thể thực chiến nhá. Anh em thấy không? Đây là cách đánh thủ thuật của gấu và ăn lên được 7.3 triệu. Trời ơi hơi lag ấy nhỉ. Đấy, còn trong con này mà có số may mắn anh em cứ vào theo cái cách đánh của gấu. Nhưng mà trong nhóm á, gấu đánh chị anh em đánh kiểu như này này, anh em thấy không? Và anh em có thể là chốt và dừng và nhớ quay hũ rồi rút tiền nha, chú ý nha, nhớ quay hũ và rút tiền chứ không phải là anh em mà ăn được như này mà anh em không quay hũ là chết dở nha. Nó sẽ báo cáo anh em là gì đó thì gấu không có biết ấy. Vốn hôm nay như vậy mà lên như này thì quá perfect và hoàn hảo luôn ý. Cho gấu một lượt like, một lượt đăng ký kênh được chưa? Gấu hỏi được chưa? Nhớ vào trong nhóm gấu sẽ cho con số may mắn để anh em có thể chơi và ok la nhất. Và anh em nhớ nha, lấy phần số lẻ 640k đi. Anh em vào phần trái cây thì anh em quay hủ tầm đâu đó là hơn 20. Tại vì mình lại khá là nhiều nên là mình quay 90k luôn một tay. 90k một tay, không biết là thắng hay thua nhưng mà vẫn cứ 90k một tay. Nhớ đăng ký kênh gấu Ewin này để mình lên video nhiều về con game Ewin nhá. Ewin, Tewin các thứ luôn để có thể thực chiến. Đó, mình quay như vậy thôi. Nó chưa bình thường anh em ạ. Chưa bình thường luôn. Đó, và anh em Aura chốt lại chuẩn 8 triệu. Nhớ tải đúng link vào nhóm và nhận lọc free nhá. Hẹn anh em về các video và like mới nhất từ kênh channel của gấu. Nhớ đăng ký kênh để xem các thủ thuật mới và thực chiến cùng gấu hơn nhiều hơn nha.